mỗi khi ra trên đó cái này vô cuộc hành trình đi tím rùa nha. Săn rùa, săn rùa. Săn rùa. Mở về trên. Rồi mở cái nó ra xong cậu. Đâu ra đâu ra. Không, anh mở ra anh lòng vô. Ra rồi đấy. Ủa rồi nó vô đường nào trời? Nó kín lại. Nói trên thì nó kẻ đó. Nó bò vô á. Bò vô, nó bò vô đường nào kìa. Đường nào thì khó. Được rồi. Đường này sao ra được. Nó qua đây kín ngắt trên rồi. Sáng cậu thấy nỗi đầu hả? Trời ơi, nó bườn lên á, mà không được. Đó là chồng lớn á. Ở dưới giờ đó. Cái dò nha. Rồi. Đó, đó. Dùm ảnh, quá trời con rùa trời. Thôi. Có 3 kg đây đó. Hơn nữa, phải chục ký á. Không có, không bằng con kia. Bự dữ hơn con kia nữa. Không có. Ôi trời. Thôi thôi coi kìa nha. Tiền không á. Đây nuôi. Đâu có bán được mà. Mà. Có khắc chữ rồi. Chữ có khắc chữ thật mà không có mua hả, không có bán. Đó, vô chữ, vô chữ. Đây đây đây, đây quay. Quá. Trời ơi, ghê chưa? Hết thân luôn trời. Trời ơi trời. Ơi chị trời. Trời ơi. Quay rồi bỏ con tôi luôn nè. Bỏ con tôi luôn. Bỏ con rùa. Rồi vô. Trời bự luôn. Đi có ai khắc chữ lên nó kìa, chữ dạng kìa. Chữ dạng đó. Chữ thập. Quá trời rùa. Châu, có con rùa không? Con rùa. Rùa này có 7-8 kg. Chưa ông Nam bắt đó hả? Bắt rồi nè. Ôi con rùa nè. Đừng con cậu làm gì giờ? Vậy đem về nuôi luôn nghe không cậu? Dạ. Ờ, rùa hết thân rùa luôn trời. Về cần thử coi được nhiêu ký? Cả 7 ký. Kỹ quay. Trời ơi trời. Cô đinh nữa. Ba cô ba ẩm luôn đi. Trời ơi rùa. Hết thân rùa ta. Cái vô cái lạp của con cậu nè. Anh đi từ từ á. Đâu bán rồi, trong tổng còn 2 con không vậy? Không 10 triệu. Rùa coi. Nhà nhà tính cá bự. Trời coi vậy. Đem khăn xuống đây nè. Dễ luôn. Dễ cứt quá trời. Kìa hay gì nó dễ ngoài kìa. Đây là cá cái. Quá trời. Đây là cá cái nè. Biết không? Không có ông mà. Cả chục đó chứ không có dưới đâu. Trời 8 kg rưỡi. 8 kg rưỡi. Quá trời. Giữ bằng bà con ơi. Cậu tám coi con bao nhiêu ký nè. Coi coi coi. Rùa này chung một bầy ta rồi nè, bữa hổm thằng Út nó bắt. Quá trời. Mày nói mày biết được cái không? Dạ không cậu ơi. Không biết. Rùa thôi coi. Rùa đã chưa? Chưa không cậu. Rùa này giống con rùa. Giống y hệt luôn. Giống y hệt con rùa đó luôn, miêu một bầy đó đó. Còn con nữa. Cái này ha. Đang quay phim quay quay qua. Ủa thu đâu còn con. Này nó tới chừng 3 kg. Đâu quay nó làm sao dâu rồi cho nó kiếm. Con này nè. Cũng bằng cỡ một ha. Cỡ một không con. Bằng rùa trước ha. Thì bằng rùa mà Út bắt ăn trước này luôn nè. Cậu đến bằng thịt. Này đây nuôi đi. Lấy cho nám nuôi đi mà. Rồi con này mặn cũng sao dám ăn. Không con này ta có chữ người ta không mua, không có chữ người ta mua. Mình nuôi á, mình nuôi được. Cái này gấp chữ gì ra? Chữ dạng không cậu? Dạ. Có chữ ông sinh á. Trời, miêu một bài luôn mà mở thấy làm sao chưa? Vậy hả? Vậy cái kinh mình còn nữa đó. Còn. Ủa, con nữa. Thì đã rồi mấy người kia nó lên nó thả một con bắt con 90 kg nó thả mà. Ừ. Chú Vinh này cũng hôm trước bắt con nè, cái này có khác chữ rồi kìa, có người thả không, cái này như nghe nói chùa nó thả là rồi thả nhiều lắm. Em đi tới đây ha. Dạ. Ở trên chợ nó động quá nó vô, xuống đây xong nó vô quá trời rùa luôn, xong trời. Nó vô mấy cái đường nó quay rùa chứ con rùa gần 9 kg trời ơi, con rùa rùa nặng hơn bo anh, rùa nặng hơn bo anh. Ông đi từ từ anh đi nhanh chưa? Rùa nặng quá rồi đi nhanh vậy thôi.
Má thấy chưa? Má. Tạm con nữa nè. Đâu vậy? Quá trời người ơi. Vô lú không cậu á? Vô lú hả? Trời ơi. Sao cậu thấy hả? Dừng rồi gần 9 kg luôn. Cậu thấy hả vậy? Ừ, cậu không thấy. Thì thả nó vô đây. Đổi xuống hả? Đổi xuống. Hả? Đổi xuống, đổi xuống. Chung nó đông vô được hả? Rồi vậy mà nó đông vô được trời. Vô hồ. Con mà vô hồ. Hả? Chín gà nãy vậy. Đây nè, con này còn gông nữa nha, nha các bạn ơi. Đây, nó còn gông ở ngoài, nó còn gông đen nữa nha. Đây, anh cầm cái anh qua cho nó gặp độc bộ con cưa nó coi. Đây nè nha các bạn. Đây là một con nha. Hai con, ba con nha các bạn ơi. Đây miền một bầy của nó nha các bạn. Không ngờ ở đây là mình bắt không nha. Anh em tụi mình bắt nha. Được ba con nha các bạn ơi. Con nào con lấy to chà bá nha. Quá trời nha các bạn. Đây. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay hên quá các bạn ơi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn nha những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem và chia sẻ nha.